Hello, xin chào các em. Trong video này chúng ta tiếp tục làm các bài tập trong sách giáo khoa của môn môn toán lớp 4. Các em mở trang số 5 sách giáo khoa. Chúng ta thực hiện phần ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo. Chúng ta đi vào bài tập số 1 tính nhẩm. Nội dung của bài 1 như sau. Câu A. Tính nhẩm câu A 6.000 cộng 2.000 trừ 4.000. Trong các phép tính, chúng ta cần nhớ những điều chú ý sau. Đối với các phép tính không có ngoặc thì chúng ta chỉ thực hiện bình thường, tức là chúng ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải. Còn đối với các phép tính mà có dấu ngoặc như kiểu phép tính này, mà ngoặc 90.000 mà trừ mà ngoặc 70.000 trừ 20.000 đóng ngoặc, thì chúng ta sẽ thực hiện các phép tính bên trong ngoặc trước, sau đó mới thực hiện các phép tính bên ngoài ngoặc sau. Còn đối với các phép tính mà có phép nhân, phép chia, phép trừ, phép cộng, thì chúng ta sẽ thực hiện các phép tính nhân hoặc chia trước, sau đó mới thực hiện các phép tính trừ hoặc cộng sau. Chúng ta đi vào phép tính thứ nhất, 6.000 cộng 2.000 trừ 4.000. Vì phép tính này không có gì đặc biệt so với những lưu ý trên, cho nên chúng ta chỉ thực hiện bình thường từ bên trái sang phải. Chúng ta lấy 6.000 cộng 2.000 bằng 8.000, 8.000 trừ 4.000 bằng 4.000. Sang phép tính tiếp theo, 90.000 trừ mà ngoặc 70.000 trừ 20.000 đóng ngoặc. Đây là phép tính mà tôi đã lưu ý ở bên trên. Vì trong phép tính có mở ngoặc và đóng ngoặc, cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính ở bên trong ngoặc trước. Tức là chúng ta lấy 70.000 trừ 20.000 bằng 50.000. Sau khi đã thực hiện phép tính bên trong ngoặc được kết quả là 50.000, chúng ta sẽ thực hiện các phép tính bên ngoài ngoặc, tức là lấy 90.000 trừ đi 50.000 bằng 40.000. Tiếp theo, sang phép tính 90.000 trừ 70.000 trừ 20.000. Chúng ta lấy 90.000 trừ 70.000 bằng 20.000, sau đó 20.000 trừ 20.000 thì bằng 0. 12.000 chia 6, chúng ta lấy 12 chia cho 6 bằng 2 và kết quả bằng 2.000. Tiếp theo, chúng ta sang câu B của bài tập số 1. 21.000 nhân 3. Chúng ta lấy 21 nhân với 3 lần bằng 63. Chúng ta thêm 3 số 0 vào đằng sau. Kết quả là 63.000. Đối với phép tính này, chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước, 4.000 nhân 12 bằng 8.000. Sau đó lấy 9.000 trừ 8.000 thì bằng 1.000. Đối với phép tính tiếp theo, chúng ta thực hiện các phép tính nằm bên trong ngoặc trước. 9.000 trừ 4.000 bằng 5.000, 5.000 nhân 2 bằng 10.000. Trong phép tính 8.000 trừ 6.000 chia 3, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 6.000 chia 3 trước. 6.000 chia 3 bằng 2, 2.000. Sau đó lấy 8.000 trừ 2.000 bằng 6.000. Chúng ta sang bài số 2. Bài số 2. Tập tính rồi tính. Câu A. 6.083. 6.083 cộng với 2.378, cộng với 2.378.
3 cộng 8 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 8 cộng 7 bằng 15, nhớ 1 16, viết 6 nhớ 1. 0 cộng 3 bằng 3, nhớ 1 là 4. 6 cộng 2 bằng 8. Kết quả bằng 8461. Phép tính tiếp theo 28763. 28763 trừ đi 23359. 23359. Ba không trừ chín ta mượn 1, 13 trừ 9 bằng 4. Ta giả 1 vào 5. Giả 1 vào 5 thành 5 cộng 1 bằng 6. Ta lấy 6 trừ 6 bằng 0. 7 trừ 3 bằng 4. 8 trừ 3 bằng 5. 2 trừ 2 bằng 0. Ta không viết nữa. Kết quả bằng 5400. 5404. Chúng ta sang phép tính tiếp theo 2570 nhân với 5. Năm nhân 0 bằng 0. 5 nhân 7 bằng 35, viết 5. 5 nhân 3. 5525 nhân 328, viết 8 nhân 2. 5 2 là 10 nhân 2 là 12. Kết quả bằng 12850. Chúng ta sang phép tính 40075 chia cho 7. 4 không chia được 7, ta lấy 40 chia 7 bằng 5. 5 nhân 7 35, viết 35. Ta lấy 40 trừ đi 35 bằng 5. 5 không chia được 7, ta hạ 0 xuống. 50, 50 chia 7 bằng 7, 7 nhân 7 bằng 49. Ta lấy 50 trừ đi 49 bằng 1. 1 không chia được cho 7, ta hạ 7 xuống. 17 chia cho 7 bằng 2. 2 nhân 7 bằng 14. 17 trừ 14 bằng 3. 3 không chia được 7, ta hạ 5 xuống. 35 chia cho 7 bằng 5. 5 nhân 7 bằng 35. 35 trừ 35 là hết. Đây là phép chia hết. Kết quả bằng 5725. Chúng ta sang câu B. 56.000. 56.000 346. Cộng với 2 2854. Cộng với 2854. Chúng ta lấy 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 cộng 4 bằng 9, 4 cộng 5 bằng 9 nhớ 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 8 bằng 11, nhớ 1 là 12, viết 2 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, nhớ 1 là 9. Chúng ta hạ 5 xuống.
kết quả là 59.200. Chúng ta sang phép tính tiếp theo, 43.000. Trừ 21.308, 21.308, không không trừ được 8, ta mượn 1, 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhân 1, 0, không trừ được 1, vì đây không là nhớ 1 là 1, không không trừ được 1, ta mượn 1 là 10 trừ 1 là 9. Ta giảm 1 và đây là 3 cộng 1 bằng 4. 0 lại không trừ cho 4, ta mượn 1 tiếp. 10 trừ 4 bằng 6. Ta giảm 1 vào đây là 1 cộng 1 là 2, ta lấy 3 trừ 2 bằng 1. 4 trừ 2 bằng 2. Kết quả là 21.692. Chúng ta sang phép toán tiếp theo, 13.065. Nhân với 4, bốn nhân 5 20, viết 0 nhân 2, 4 nhân 6 24, nhân 2 là 26, viết 6 nhân 2, 4 nhân 0 là 0 nhân 2, 4 nhân 3 12, viết 2 nhân 1, 4 nhân 1 là 4, nhân 1 là 5. Kết quả phép tính là 52.260. Chúng ta sang phần tiếp theo, 65.040 chia cho 5. 6 chia 5 bằng 1, 1 x 5 bằng 5. 6 chia 5 bằng 1. 1 không chia hết cho 5, ta hạ 5 xuống. 15 chia cho 5 bằng 3. 3 x 5 bằng 15. 15 trừ 15 bằng 0. 0 chia cho 5 bằng 0. Ta hạ tiếp 0 xuống. 0 chia 5 bằng 0. Ta hạ 4 xuống. 4 không chia 5, ta hạ tiếp 0 xuống. Là 40. 40 chia 5 bằng 8. Kết quả bằng 13.008. Chúng ta sang bài 3, 2 của bài 3 như sau. Tính giá trị của biểu thức. Bài này tôi có thể hướng dẫn các em làm như sau. Câu A, 3.257 cộng với 4.659 trừ đi 1.300. Thì bài toán này không có điều gì đáng chú ý cả. Chúng ta chỉ thực hiện các phép tính từ trái sang phải. Chúng ta lấy 3.257 cộng với 4.659 bằng được bao nhiêu, chúng ta trừ đi 1.300. 3.257 cộng với 4.659. Chúng ta được kết quả là 7 cộng với 9 bằng 16 với 6 nhân 1, 5 cộng 5 bằng 10, nhân 1 là 11 với 1 nhân 1,
2 cộng 6 bằng 8, nhân 1 là 9, 3 cộng 4 là 7. Kết quả là 7.916. 7.916, ta lấy 7.916 trừ đi 1.000, 1.300, 1.300. Sáu trừ không bằng 6, 1 trừ không bằng 1, 9 trừ 3 bằng 6, 7 trừ 1 bằng 6, kết quả là 6.616. Câu A bằng 6.616. Tương tự chúng ta làm câu B. 6.000 trừ đi 1.300 nhân 2. Đây là phép tính mà chúng ta cần chú ý, bởi vì trong phép tính này có phép nhân, chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước. 1.300 nhân 2 thì bằng 2.600. 2.600. 6.000 trừ đi 2.600. 6.000 trừ đi 2.600 thì sẽ bằng 3.400. Chín ngàn cộng với 1.000 chia 2, chúng ta cũng thực hiện phép chia trước. 1.000 chia 2 bằng 500. 500 cộng với 9.000 bằng 9.500. Chúng ta sang câu C. Đây là phép tính có dấu ngoặc, cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính bên trong ngoặc trước. 70.850 trừ đi 50.000 trừ đi 50.230 sẽ bằng 20.620 nhân, sau đó nhân với 3. Kết quả sẽ bằng 30 là 0, 32 là 6, 36 18, viết 8 nhân 1. 30 là 0 nhân 1, 32 là 6. Kết quả là 61.860. Tiếp theo chúng ta làm câu D. 9.000 cộng với 1.000 chia 2, chúng ta cũng thực hiện phép chia trước. 1.000 chia 2 bằng 500. 9.000 cộng với, và câu D chúng ta đã làm ở trên rồi, thì chúng ta tiếp tục sang bài tập tiếp theo. Chúng ta sang bài 4, tìm x. X cộng với 875 bằng 9.963 thì chúng ta chỉ việc lấy 9.936 trừ đi 875 và kết quả x bằng bao nhiêu. Tám trăm bảy mươi lăm mà cộng với 25 nữa thì bằng 900. 25 cộng với 36, 25 cộng 36 sẽ bằng 61. 61 vậy kết quả bằng 9.061.
chúng ta sang câu B. Nội dung câu B như sau. Chúng ta sang tiếp. X trừ 725 bằng 80.229. Vậy x-725 bằng 80.259. Vậy x sẽ bằng 80.259 cộng với 725. Và kết quả x bằng bao nhiêu? Tám hai năm chín cộng với 7 725. Chín cộng 5 14, viết 4 nhân 1, 5 cộng 12 bằng 7, nhân 1 là 8, 2 cộng 7 bằng 9. Và kết quả bằng 80.984. Chúng ta sang tiếp câu B. X nhân 2 bằng 4826. Vậy x sẽ bằng 4826 chia cho 2. Và x sẽ bằng 2413. Tiếp tục, x chia cho 3 bằng 1532. Vậy x sẽ bằng 1532 nhân với 3. Và x sẽ bằng 3 nhân 2 bằng 6, 3 nhân 3 là 9, 3 nhân 5 15, viết 5 nhân 1, 3 nhân 1 là 3 nhân 1 là 4. Và kết quả là x bằng 4596. Chúng ta sang bài 5. Nội dung của bài 5 như sau. Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc TV. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc TV? Biết số TV sản xuất mỗi ngày là như nhau. Thì tôi sẽ hướng dẫn giải bài toán là như sau. Muốn biết trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu thì chúng ta phải tính được một ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc TV bằng cách lấy 680 chia cho 4. Vì 4 ngày được 680 chiếc. Vậy mỗi ngày sẽ được là 680. Một ngày nhà máy đó sản xuất được số TV là 680 chia cho 4 là bằng 640 chia cho 4. 6 chia cho 4 bằng 1, 1, 4 là 4, 2, 7, 170. Một ngày nhà máy đó sản xuất được 170 chiếc TV. 4, 7, 2, 8, 8, 2, 4, 1 là 4, 2, 6, 170 chiếc TV. Như vậy trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất là được số TV là 170 nhân với 7 là bằng 7 nhân 0 là 0, 7 nhân 7 bằng 49. Viết 9 nhân 4, 7 là 1 là 7, nhân 4 là 11. Vậy trong 7 ngày nhà máy sản xuất được số TV là 1190 chiếc TV, đáp số bằng 1190 chiếc. Thì trong video này chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Chúng ta tiếp tục giải các bài toán sách giáo khoa toán lớp 4 trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các em học tốt.